Hoàng Huy xin chào quý vị các bạn. Đối với khi mà chúng ta lái xe thì cái phần cụm đồng hồ là rất là quan trọng, bởi vì trên đó sẽ hiển thị các cái thông tin về vận hành cũng như là các cảnh báo cho người lái xe biết về cái tình trạng của chiếc xe. Thì bây giờ Hoàng Huy sẽ hướng dẫn quý vị các bạn cùng tìm hiểu các cái thông tin hiển thị trên cái cụm đồng hồ của Toyota Land Cruiser cũng như là cách chúng ta tìm hiểu và điều chỉnh cái thông tin nó như thế nào nha. Đối với cụm đồng hồ của Toyota Land Cruiser thì rất là dễ quan sát, bởi các cái thông tin được thể hiện rất là rõ ràng. Ở đây chúng ta sẽ thấy có đến là 6 cái cụm đồng hồ, 2 cụm đồng hồ lớn, phần cụm đồng hồ này là cụm đồng hồ báo tua, và các cái một số cái về đèn báo cũng sẽ hiển thị ở phía bên trong. Còn ở bên đây là đồng hồ báo tốc độ. Các cái tính năng liên quan đến phần vận hành của xe thì sẽ được thể hiện bằng cái đèn báo ở phía trong này. Rồi, phần hai cái đồng hồ nhỏ ở bên đây thì phần đồng hồ phía trên đây thì sẽ là báo nhiệt độ của dầu động cơ hay còn nhớt máy đó. Rồi, ở phía dưới là báo cái nhiệt độ của nước làm mát. Rồi, hai cụm đồng hồ nhỏ ở phía bên tay phải. Ở đây chúng ta sẽ có là cụm đồng hồ phía trên có cái hình bình ắc quy đấy. Thì chúng ta sẽ thấy được là cái tình trạng nạp năng lượng của bình. Này, báo luôn cả cái tình trạng nạp năng lượng của bình. Ở phía dưới là báo về cái mức nhiên liệu còn lại ở trong xe. Ở vị trí giữa thì chúng ta sẽ có một cái màn hình hiển thị ra thông tin. Bây giờ mời các bạn cùng quan sát trên cái màn hình hiển thị đa thông tin này nha. Thì để điều chỉnh màn hình hiển thị đa thông tin này thì chúng ta sẽ điều chỉnh bằng cái nút bấm, cái cụm nút bấm bên tay phải trên vô lăng của chúng ta nha. Ở cái phần trang thông tin đầu tiên có biểu tượng chữ Y thì ở đây sẽ hiển thị được cái phần thông tin về vận hành. Cái phần thông tin đầu tiên là REN, nó để chữ refuel là hiện tại là nhiên liệu của chúng ta đang ở cái mức thấp nhất. Nếu mà thông thường chúng ta khi mà đổ xăng vào đây thì ở đây nó sẽ hiện lên là cái số km mà chúng ta còn có thể đi được ứng với cái lượng xăng trên xe. Khi mà trường hợp mà đã báo cái bình nhiên liệu này rồi thì ở vị trí REN này sẽ báo là refuel, là sẽ không có báo được cái mức cái quãng đường mà chúng ta còn thể đi tiếp được nữa. Và lúc này thì quý vị và các bạn khi mà thấy cái báo này thì chúng ta nên tìm cái xăng để mà đổ bổ sung xăng thêm trên xe. Rồi, chúng ta kéo xuống dưới nữa. Phần eco này thì đó là cái điểm eco, tức là cái điểm tiết kiệm nhiên liệu. Khi mà quý vị các bạn chạy xe thì cái phần cái thanh eco này nó sẽ là nhảy lên nhảy xuống, miễn sao mà chúng ta điều khiển xe mà cái phần các cái thang đo này nó sẽ nằm trong cái chữ eco thì lúc này là tiết kiệm nhiên liệu nha quý vị các bạn. Rồi, xuống phía dưới thì chúng ta sẽ có là tốc độ của xe. Rồi, sang cái trang thông tin tiếp theo, trang kế bên đó có hình chiếc xe. Đây, ở đây thì chúng ta sẽ thấy được là các cái là áp suất lốp, kể cả là lốp dự phòng luôn.
áp suất đang là bao nhiêu, thì quý vị các bạn có thể thấy nè. Thì ở đây thì đối với đơn vị đo là KPI thì quý vị các bạn có thể đổi được cái đơn vị đo này. Rồi ngoài ra đối với thông tin của xe, chúng ta còn có một cái cũng khá là hay, đó là cái về hai lớp phía trước có ngay chưa, tức là bánh xe bánh phía trước có thẳng lái hay chưa là chúng ta biết ngay. Bây giờ phần Khuê sẽ thử đánh vô lăng nè, đánh sang bên tay trái nè, là cái phần bánh xe sẽ quay sang trái đó, trả lại rồi là rồi thẳng lái nè. Rồi khi mà đánh vô bên phải nè, đấy cái này sẽ giúp cho chúng ta biết là cái phần bánh trước chúng ta có đang thẳng lái hay là đang hướng về bên nào. Rồi đối với trang thông tin tiếp theo, tiếp theo là về hướng, điều hướng hướng của xe. Rồi tiếp theo nữa đó là cái thông tin về chơi nhạc như thế nào ở trong cái phần giải trí ha. Khi mà chúng ta có kết nối Bluetooth với điện thoại nghe nhạc thì sẽ hiện cái thông tin nghe nhạc ở trên đây. Rồi ở cái phần trang có hình tam giác màu vàng này, tức là trang về hiển thị các cái thông báo cho người lái. Ở đây đang là fuel low, là mức nhiên liệu đang ở mức thấp nè. Tiếp theo là phần cài đặt. Trong cái phần cài đặt này, chúng ta có thể là cài đặt về các cái loại đơn vị đo trên xe, ngôn ngữ nè, đơn vị nè, lít trên 100 cây, hoặc là ai quen sử dụng km trên 1 lít đó, thì chúng ta có thể là đổi lại lên trên. Quay lại tính năng Eco nè, rồi thông tin lái nè, rồi ở phía dưới này chúng ta còn có màu sắc. Màu sắc này thì bốn màu sắc này để chúng ta điều chỉnh cái màu sắc trên cái màn hình giải trí của xe Toyota Land Cruiser nhé quý vị các bạn. Rồi ở phía bên dưới đây thì chúng ta có thể thấy là được cái tình trạng hộp số của xe nè, vừa chuyển qua R nè, đó, số N, cái tình trạng hộp số nè, rồi ở phía dưới còn odo nè, và cái odo chúng ta hay là thay đổi nè, thay đổi bằng cái phím chức năng ở phía bên tay trái, ta sẽ có một cái phím chức năng bên tay trái, và khi mà bên tay trái này chúng ta sẽ có một phím là odo trip và một cái nấm xoay để điều chỉnh về cái ánh sáng của cái màn hình của đồng hồ. Hay hoặc hơi khi mà dặn ngược về phía bên trái là ánh sáng sẽ tối lại nè, còn dặn hết về bên phải nè màn hình sẽ sáng lên. Hoàng Khuê vừa hướng dẫn quý vị các bạn tìm hiểu về cái cụm đồng hồ của Toyota Land Cruiser. Bây giờ Hoàng Khuê mời quý vị các bạn cùng sang đến với cái tính năng tiếp theo nha.